Em làm bicycle 1986, xin chào tất cả mọi người. Và hôm nay em làm xe đạp tiếp tục lên hình. Giới thiệu cho các bác một chiếc xe Việt bãi hiệu Totem đến từ Đài Loan. Đây chiếc xe đua tay cong, rất là đẹp. Đẹp từ màu sắc, kiểu dáng đến dàn đồ của nó các bác nhé. Xe là không nhôm, dòng đứng nó khoảng 48 cm. Và chiều cao phù hợp chiếc xe này sẽ là từ 1m6 cho đến 1m75 các bác nhé. Bây giờ em xin phép quay chi tiết từng phần, từng bộ phận chiếc xe này. Con này trang bị bộ tay lắc là Shimano đồng bộ tay lắc nhé các bác nhé, rất là cao cấp, Shimano 3 sọc. Bộ chuyển động của nó, con này là 2 đĩa và 7 lít, hoạt động rất là tốt. Xe về nguyên cả phản quang này, chuông theo xe luôn. Ni lông nhôm, ni lông rất là to, nhìn rất là khỏe các bác nhé. Tay lắc nó rất là đẹp luôn đấy. Logo Totem, có lẽ là phanh U, phanh U nhé. Dàn đồ là Bromax, phanh Bromax. Và khóa yên ở kia cũng là Bromax luôn này. Đây, tay lắc của nó rất là đẹp luôn, rất là mới. Có lẽ là càng thép, khung nhôm càng thép, màu sơn là đen và kết hợp với cả cái tem màu đỏ và màu trắng dọc theo sườn xe, khung xe và càng xe. Có này vành nhôm hai lớp đồng bộ trước sau, dạng vành bản hẹp các bác nhé. Và lốp này các bác thì độ lên lốp 28, lốp 28 mà quả nguyên bản nó là 23, các bác thì độ lên 25 hoặc 28 tùy thích các bác nhé, hoặc là 19 cũng được. Lan thép sơn đen, máy ơ nhôm trục tạo lắp nhanh. Chỗ này là chỗ tăng tăng giảm dây cáp nhé, có thể một thời gian dây cáp nó trùng thì bác sẽ tăng giảm ở chỗ này, cả hai bên như vậy. Đây, tất cả đều khắc chữ Totem. Vô tăng là ulo. Cái này gióng rất đẹp luôn, dây thì là đua đấy, còn lại thuộc loại dòng xe đua. Totem thương hiệu rất nổi tiếng của Đài Loan, song hành cùng Gian này, Mazda này, Totem, thương hiệu rất là nổi tiếng rồi. Dòng này rất là bền các bác nhé. Bộ đùi của nó là 2 tầng, 2 tầng răng lợi rất là ok. Nguyên bản theo xe, gạt đĩa cũng rất là mới nhé, gạt đĩa mới cứng con luôn. Con này gặp bình nước thì rất là đẹp, đúng không? Gặp bình nước đây. Các bạn có thể tăng giảm nhé, cái này có thể tăng giảm này, tăng giảm độ to nhỏ của gặp bình nước này. Khung nhôm rất là nhẹ, cọc yên Totem luôn này, khóa yên Bromax luôn, yên Vader theo xe nhé, yên Vader theo xe, còn đẹp. Lốp là lốp gai trơn, gai chặt theo xe luôn. Đây là sau, đây là sau Shimano Tule nít 7 tầng Shimano. Còn lại bộ gạt rất là ok, xe đủ ở chân trống luôn, chân chống nhôm nhá, chân chống nhôm nó rất đẹp, chân chống tăng giảm. Còn đây ngoại hình rất là ok, giá cả rất là hợp lý, màu sắc cơ bản, size số rất là đẹp, bộ chuyển động rất là ngon. Em bao ngon mẫu số chiếc xe này. Bạn nào có nhu cầu sở hữu thì vui lòng liên hệ Lam 0985 125 505. Xin chào tất cả mọi người.